Hello, xin chào quý anh chị. Thì ngày hôm nay mình làm clip này mình muốn chia sẻ với quý anh chị một cái điều này. Đa số mà quý anh chị tham gia vào thị trường trading đó, trading crypto hay là trading FX, thị trường forex đó, hay là thị trường crypto thì mới đầu vô đa số mọi người đều bị thua lỗ các bạn. Mà mình tham gia thị trường với một số lượng mình bị thua lỗ rồi mình cay cú, xong rồi mình tham gia một số tiền lớn hơn. Ví dụ các bạn tham gia trade thử là 1.000 đô đi, mà các bạn bắt đầu học tập trade thì các bạn trade lỗ hết 1.000 đô luôn, đúng không các bạn? Rồi các bạn lại tiếp tục cây cú, các bạn nghĩ mình đã hiểu được thị trường rồi, các bạn lại nạp vô tiếp 2.000 đô nữa và các bạn lại bị thua, và các bạn lại liên tục, và cái số lượng tiền mình mất trong thị trường rất nhiều. Đa số là Tâm thấy như vậy luôn, tại vì mỗi buổi sáng Tâm hay đi cà phê với cái nhóm trading tại Cà Mau Đồng Nai, thì Tâm thấy đa số anh em newbie mới vô thị trường và anh em cứ nghĩ rằng mình hiểu được thị trường và càng ngày càng thua lỗ với một số lượng tiền càng ngày càng tăng lên rất nhiều rất nhiều, mà không rút ra được bài học là tại sao mình bị thua lỗ các bạn. Ngày hôm nay thì Tâm lên clip này Tâm muốn chia sẻ với các bạn một nền tảng trading. Nền tảng này là của một CEO người Singapore, ông là Joseph Tan, có kinh nghiệm trading trong thị trường forex, thị trường crypto hơn 20 đến 30 năm rồi, thị trường forex thì 40 năm 30 năm rồi, thị trường crypto thì khoảng ở gần đây thôi, nhưng cái kinh nghiệm trading của ông rất là tốt, và ông luôn nghiên cứu code ra những con bot trade các bạn để có thể kiếm lời từ thị trường forex hoặc là thị trường crypto. Và hiện tại ông cũng là người quản lý quỹ Solomon các bạn, quản lý quỹ đầu tư Solomon. Joseph Tan đã tạo ra một cái nền tảng Trigu hơn 40 con bot trade, 40 con bot trade các bạn. 40 con bot trade này nó sẽ vận hành theo từng giai đoạn của thị trường các bạn. Ví dụ như thị trường mà uptrend á, thì sẽ có một loại bot trade cho thị trường uptrend, mà thị trường downtrend thì có một loại bot trade cho thị trường downtrend, và thị trường sideways có bot trade cho thị trường sau sideways. Và trong khi đó có những con bot nó dò volume của thị trường, nó bắt được, nó sẽ giống như là sniper, nó sẽ bắt được những cái cặp đồng coin nào đang có dấu hiệu bất thường, có nghĩa được bơm giá các bạn, thì nó sẽ bắn tỉa những cái cặp đồng coin đó nữa. Thì qua quá trình theo dõi những cái code, những cái con bot mà do ông Joseph Tan ổng code ra, thì trong vòng 3 4 năm rồi, mình theo dõi trong vòng 3 4 năm rồi. Cái thế hệ đầu tiên là AMB bot, và thế hệ tiếp theo là DM DM bot và DM 1.0, DM 2.0. Thì Tâm thấy càng ngày ông càng tối ưu được cái lợi nhuận của bot trade. Mới đầu tiên thì lợi nhuận nó chỉ có 0.1% một ngày thôi, chưa tới 0.1% một ngày nữa, nhưng mà hiện tại tới bây giờ để vận hành hơn 40 con bot trade này thì nó đã cho cái hiệu suất lợi nhuận là từ 0.02 đến 0.3% một ngày các bạn, và mỗi tháng nó đưa về lợi nhuận là tối thiểu có thể là từ 5 đến 7%. 5 đến 7%. Thì cái nền tảng này nó rất là hay cho những cái bạn new buy các bạn. Ví dụ như các bạn có, nếu mà các bạn không có chiến thắng được thị trường, được lợi nhuận 15 đến 20% một tháng đúng không? Thì mình cũng có thể kiếm lời được từ 5 đến 7% một tháng từ cái hệ thống DM 2.0, gọi là hệ thống bot trade vận hành hơn 40 bot trade của cái hệ sinh thái Trigu Farm các bạn. Thì ta muốn chia sẻ cái này cho những người newbie, khi mà những người chưa kiếm được lợi nhuận từ thị trường trading cryptocurrency, thì các bạn có thể tham gia cái bot này, cái hệ thống bot này của Joseph Tan. Ông là một người có kinh nghiệm trading kỳ cựu hơn 40 năm và đã từng đào tạo những cái khóa học trading tại Việt Nam luôn các bạn. Thì nếu mà anh em nào mà muốn tham gia vào cái hệ thống bot trade này thì các bạn có thể liên hệ với Tâm. Nếu mình chưa có cách nào để kiếm tiền được từ thị trường crypto trong cái thị trường trading đó, thì các bạn có thể liên hệ với Tâm để mình, và dù gì mình cũng có thể kiếm lời được từ 5% đến 7% một tháng, thay vì bị mất tiền trong thị trường các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.